Và bây giờ chúng ta đến phần thử thách. Mình có mang vài chai nước hoa ở đây. Thì mình giấu ở dưới này đến nãy đến giờ. Và mình sẽ cho anh Phú Ninh Hunter ngửi. Và anh có thể đoán thế mà những cái chai nước hoa đó thì nó ở cái tầm giá, nếu mà để trả giá nó ở tầm giá bao nhiêu tiền. Và cho xem anh có nhận ra những chai nước hoa đó không nhá. Và ok, chai đầu tiên đúng không? Mình giấu ở dưới này nên là mình xịt. Mình sẽ cho 5 mùi để anh Phú Ninh Hunter đoán nhá. Cái này là mình chưa hề biết trước đây luôn nha. Cái này là bạn nó mang tới và giấu ở dưới. Nãy giờ mình chưa hề biết nha. Đây. Ok. À, mùi đầu tiên. Anh thấy nào? Anh thấy nó cũng dễ sử dụng. Mát. Có cái anh nghĩ cái giá tiền cho chai này, nguyên liệu nó cũng đơn giản, cũng không có phải là một mùi hương phức tạp cho lắm. Anh nghĩ cái này chắc tầm khoảng 2 triệu mấy đến 3 triệu. 2 triệu mấy đến 3 triệu. Ok. Ok nhá, đấy là pha trả giá. Anh mua hay anh mua hời này? Anh mua hay bị đắt rồi. Đây là một chai Lush. Đây, mình sẽ để tên ở phía dưới nhá. Chai nước hoa này thì giá thị trường nó rơi vào tầm 1.000 nụ hôn sâu. Nghe tên nó hấp dẫn quá. Nghe tên. Cái nhãn Lush này thì cũng có rất nhiều những cái sản phẩm hay. Có thể đánh giá là nó khá là ok. Thì chai này nó có giá thị trường ở tầm 2 triệu đồng quay đầu. Rất là rẻ. Đây là anh mua bị đắt rồi nhá. Giờ chúng ta cùng nhau đến với mùi tiếp theo. Không sao, cái này mình trả thêm cho cái tên quá là hay của nó, 1.000 nụ hôn sâu. Nghe thấy cái chắc là chắc anh chưa ngửi đúng không? Anh cũng nhiều lớp mà. Giờ. Con này là hoa. Mùi này thấy rất là quen. Mùi rất là quen. Vetiver. Hình như là nó rất là giống Terre d'Hermès. Bây giờ trả giá đi, không nói giống. Giống rồi đúng rồi. Không biết là có phải hay không thôi. Đúng rồi. Có thể là nó luôn á. Nhưng mà nếu mà nó thì hoặc là những cái chai giống giống kiểu này thì anh nghĩ đâu đó tầm giá khoảng 1 triệu mấy. 1 triệu mấy. Đúng rồi. Trên dưới khoảng 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi gì đó. Đây là bọn mình trả giá theo cái top note nhá. Còn nếu okay. mà mình không nói với vấn đề bám tỏa các thứ ở đây theo cái mùi hương thì anh trả tầm trên 1 triệu đúng không? Đúng rồi. Thì chai nước hoa này của Miniso. Chai nước hoa này có giá 99.000. Chai này rất là giống. Rất là giống TDRMS của đấy. Tiêu Hồng Vetiver rất là quen thuộc. Nhưng mà đây là chai Miniso mà có giá 99.000 trong bộ Marvel nhá. Chai này là cái mùi mình nghe rất là giống, nhưng mà để coi một chút hồi nữa sao nha. Chứ mới đầu rất là giống. Chai này nhìn cũng thú vị nhưng mà không biết độ bám tỏa như thế nào nữa. Độ bám tỏa nó chắc được tầm 4-5 tiếng. Lúc một hồi sau thì mình có thấy khác, không phải là do mình không biết là do mình thấy cái chai khác rồi mình nhìn nhận nó đấy, khác hay không. Nhưng mà đây là một cái thử thách rất là khó. Đấy là ngửi mà không biết như nào. Chúng ta cùng nhau đến với mùi tiếp theo nhá. Ok. Đây. Một cái mùi mát này. Cam chanh. Anh trả là bao tiền à? Mùi đơn giản này anh nghĩ chắc đâu đó tầm 1 triệu. Tầm 1 triệu? Nó là xí chứt. Rồi một chắc là một chút bưởi bụng nữa chứ. Anh trả 1 triệu đúng không? Thì đây, một sản phẩm đến từ nhà Zara. Thì đúng thật là chai nước hoa này nó cũng gần 1 triệu. Đã trả lời đúng. Rồi anh thấy mùi này nào? Mùi này okay. Rất là dễ xài. Rất là dễ xài, rất là mát mẻ. Có thể xài cho cái những ngày nắng nóng như thế này. Ok, order perfume. Này 50ml đúng không? Chắc đấy nhưng có 30 hay sao ấy. Cái này nó không... 40ml. Nó làm cái dung tích hơi lạ. Nhưng mà chai này nếu mà để sử dụng hàng ngày thì ok. Đây,
anh cầm mic anh tự phát biểu. Ừ. Chúng ta cùng nhau đến với mùi nữa nhá. Mùi này thì có mình mang vial thôi. Ừ. Đây. Đây. Mùi thứ tư, hiện giờ là đoán 3 được 1 trên 3 rồi. Ở đâu là toàn bị trả giá đắt. Mình chắc phải coi lại cái cách trả giá của mình, chắc là từ chai này mình sẽ phải trả giá xuống một xíu. Mình nghĩ sao rồi mà mùi này rất là quen. Rất quen. Cái mùi này rất là quen. Violet không? Có cái mùi phấn phấn này. Khó, mình mang toàn chai khó. Anh ấy ngửi nip indie nhiều rồi, nên là bây giờ ngửi mấy cái chai kiểu tầm này chắc lại hơi khó đoán. Cái mùi này thì cơ bản nó cũng cái nguyên liệu này cũng không phải là nguyên liệu đắt tiền. Nhưng mà làm mùi này cũng khá là mượt, nhưng mà cá nhân mình lại không thích cái kiểu đây là mùi này ngửi, lắm. Mùi rất là rõ Huệ. Đúng rồi. Fracas. Anh nghĩ đâu đó cái mùi Huệ này mình đã gặp ở đâu rồi nè. Ủa? Khoảng 2 triệu mấy. Khoảng tầm giá 2 triệu mấy thì đây là đồ Sơn EDT. Một mùi Huệ rất là quen, chắc là anh ngửi đúng rất rồi, là nhiều rồi. 2 triệu mấy thì cũng rất là chính xác cho tầm giá này. Như vậy là anh Phân Hinter đã trả giá được 2 trên 4 rồi. Rất là đúng rồi. Và chúng ta cùng nhau đến với mùi cuối cùng. Tại vì anh hay ngửi mùi đồ Sơn EDB hơn, nên ngửi mùi này nó nhẹ hơn, với lại nhẹ hơn. Khi xịt lên giấy nó cũng khác đi phần nào. Đây em có một cái mùi nữa. Ở cái phân khúc chỉ có nãy giờ có bất ngờ nhất là với sai nhất là với chai của Marvel này. Chai của Miniso. Chai này tại vì ngửi vào nó rất là giống Terre Emmet. Nhưng mà mình nghĩ là chai này nếu mà bạn nào mua xịt cũng rất ok. Mới nãy em nói giá bao nhiêu ta? 99.000 anh ơi. 99.000 cho một chai 50ml, quá rẻ luôn. Thật sự là chai này mà mua để xịt quần áo hay là xịt xịt bất cứ cái gì, xịt nhà cũng được. Mình nghĩ là rất hợp lý luôn. Nó đến nhiều nha. Đây là nít. Còn nít bao nhiêu tiền thì anh phải đoán. Rất là quen. Chai này. Đã có ngửi rồi. Một mùi phấn thế này là mùi cho nữ. Đúng rồi, đây là mùi, chính xác là mùi cho nữ. Còn tầm giá bao nhiêu thì... Xui một cái là mình lại không có ngửi nhiều nước hoa nữ, mà thường là unisex hoặc là cho nam. Với một cái mùi như vậy, blend như vậy thì anh sẽ trả tầm bao tiền? Nó khá là mượt á. Mình nghĩ chai này đắt tiền. Đắt tiền nhất từ nãy đến giờ. Rất là quen. Mùi phấn, mùi hơi ngọt ngọt. Có khi nào là khoảng 4 đến 5 triệu. Khoảng 4 5 triệu đấy, chốt chưa? Rồi, chốt rồi. Chốt 4 5 triệu thì tầm giá đó lại chính xác. Đây là Araro của MFK. Đây là một cái mùi hồng cho nữ. Đúng rồi. Rất là ngon mà em rất là thích của Araro mà. Thì giá thị trường nó chắc tầm 5 triệu ấy. Khoảng tầm Araro chắc khoảng tầm 4 triệu mấy. Đấy, tầm 4 triệu mấy đến 5 triệu. Như vậy là với 5 mùi mình đưa ra thì anh Phương Nhân Tờ đã trả giá đúng 3 mùi. Khởi đầu hơi thất bại một chút tại vì 2 mùi này nó hơi dị. Đúng rồi, thấy chỉ có chai này là không thể nào đoán được với giá 99 ngàn. Nó 99.000 mà giả hơn triệu ấy là giả gấp 10 lần rồi. Thì qua cái thử thách này thì các bạn có thể thấy rằng là có thể là với những cái mùi hương nó rất là rẻ thôi, nhưng mà nó có thể mang đến một cái cảm trải nghiệm, một cái trải nghiệm và một cái cảm xúc rất là gọi là trái ngược với cái giá mà các bạn bỏ ra. Thì mình nghĩ rằng là các bạn thích gì thì các bạn xịt mùi đấy thôi, chứ các bạn hợp mùi nào các bạn xịt. Chứ thực sự là những cái chai nước hoa đắt thì chưa chắc nó đã hợp với các bạn. Nói đó. Chung là không phải mình lựa chọn đắt nhất hoặc là hay nhất, mà mình lựa chọn cái gì phù hợp nhất với cơ thể mình. Đúng là rồi. Được. Phù hợp nhất với cái mũi mình nghe tới đâu thì mình cứ mua tới đó thôi. Không phải là mình cứ
ngửi những mùi designer. Mình thích những mùi designer là mình dở hơn là những bạn ngửi nít, tại vì cái mũi mình chưa quen thôi. Hoàn toàn nên các bạn cứ tự tin và lựa chọn cho mình những cái mùi nước hoa phù hợp nhất. Như vậy thì các bạn mới tự tin khi mà diện cái mùi hương nó ra ngoài đường, hoặc là đi gặp và giao tiếp với lại người khác được. Đó là về cái chia sẻ của mình và anh Phúc Ninh Hunter. Và video thì xin phép kết thúc ở đây, tại vì trời nó hơi nóng. Thế là các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và ấn vào theo dõi kênh của mình và kênh của Phúc Ninh Hunter để có thể xem những cái video mới nhất và hay nhất về review về những chai nước hoa mà các bạn cần phải biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào các bạn.